Xin chào các bạn. Trước hết theo thông lệ mời các bạn tải bản PDF nội dung bài học ở ngay dưới video này để tiện theo dõi. Trong bài học số 10 này chúng ta tiếp tục thực hành đánh nhịp 3-4 cơ bản và hòa mỹ nhưng với việc tách bè riêng cho giọng nam. Bây giờ mời các bạn bước vào nội dung bài học hôm nay. Trước hết là vấn đề lý thuyết trong bài học số 10. Chúng ta tìm hiểu về sơ đồ vị trí các thành phần trong ca đoàn hay ban hợp xướng. Thông thường khi chỉ huy thì người ca nhạc trưởng thường đứng đối diện với người chơi đàn phím. Vì thế các âm trầm đối diện với tay phải, còn các âm cao đối diện với tay trái của ca nhạc trưởng. Cụ thể nếu ca đoàn có hai bè đồng giọng cùng giọng nam hoặc cùng giọng nữ thì người ta sẽ xếp bè cao đối diện với tay trái, bè trầm đối diện với tay phải của ca trưởng. Đối với ca đoàn hai bè dị giọng nam nữ thì sẽ có hai cách. Theo sơ đồ 1 này thì khả năng cộng âm giữa các ca viên rất tốt. Khi bè nam hoặc bè nữ đứng gần đứng liền nhau thì sẽ nghe nhau để hát tốt hơn. Bè nam bên tay phải, bè nữ bên tay trái ca trưởng. Còn sơ đồ 2 sẽ cho chúng ta một đội hình đẹp. Bè nam đứng sau, bè nữ phía trước. Đối với ca đoàn hay là ban hợp xướng gồm có 4 bè dị giọng nam nữ thì người ta thường xếp theo nữ đứng trước, nam đứng sau. Nữ cao là bè soprano đối diện với tay trái ca nhạc trưởng, bè nữ trầm alto đối diện tay phải. Tương tự vậy, bè nam cao tenor sẽ đứng bên trái và basso nam trầm đối diện với tay phải của ca nhạc trưởng. Và ngay trước ca đoàn là dàn nhạc. Đó là vị trí các thành phần trong ca đoàn hay ban hợp xướng. Sang phần thực hành đánh nhịp 3-4, chúng ta sẽ lưu ý vấn đề tách bè phụ, đánh nhịp cho ca đoàn hai bè dị giọng nam nữ xếp theo sơ đồ thứ nhất. Điều quan trọng trong bài tách bè này thì từ việc khởi tấu vào bè tăng giảm cường độ, tạo cao trào hay thay đổi nhịp độ cho đến việc kết thúc tác phẩm thì ngôn ngữ cử chỉ của ca trưởng phải báo trước kịp thời, mời gọi đúng lúc. Cụ thể, đối với phần điệp khúc của bài Con sẽ hân hoan, chúng ta không chỉ lưu ý tới sắc thái của tay trái lớn nhỏ, mà còn để ý tới những ô nhịp hoa mỹ. Đặc biệt ở đây khi tách bè thì chúng ta cần phải báo trước kịp thời mời gọi đúng lúc. Phách thứ hai phải bước chân trái xoay người sang để chuẩn bị mời bè nam. Ở đây cũng thế, mời bè nam. Bây giờ mời các bạn xem đánh nhịp trước một lần. Bây giờ mời các bạn đi vào thực tập chi tiết. Thứ nhất, khởi tấu ở chẵn phách thứ nhất. Lấy hơi, con sẽ hân hoan tiến vào.
vào cung thánh phách thứ hai, đi chân trái sang 17 năm tới gần Chúa Trời. Phách thứ hai của Chúa Trời đưa chân trái về để mời cả ca đoàn tuổi thanh xuân reo vang khúc nhạc êm ái. Phần tiếp theo chúng ta gặp ba ô nhịp hoa mỹ, vương ánh sáng nơi nơi, tâm hồn con thảnh thơi và trong nguồn vui thánh ân. Bây giờ chúng ta thực tập. Vương ánh sáng nơi nơi, phách thứ hai đi chân trái sang gần bàn thờ Chúa, phách thứ hai đi chân trái về, tâm hồn con thảnh thơi trong nguồn vui thánh ân muôn đời. Bây giờ mời các bạn ráp tay nhịp cùng với tiếng đàn, tiếng hát. Mong các bạn ở nhà dành nhiều thời gian ôn luyện để có thể nhuần nhuyễn và làm chủ tay nhịp. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại!